Trực tiếp bóng đá hôm nay mùng 1 tháng 11, nữ Việt Nam gặp nữ Nhật Bản, hy vọng mong manh cho một kết quả điên rồ. Kính thưa quý vị, sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã leo lên nhì bảng C vòng loại thứ hai Olympic 2024. Chúng ta có cùng 3 điểm như Uzbekistan, nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Nhật Bản đứng đầu bảng đấu với 6 điểm và hiệu số là dương 9. Ở vòng loại thứ hai Olympic 2024, chỉ có 3 đội bóng đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp. Cùng với đó, đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vớt để bước vào vòng loại thứ ba gồm 4 đội bóng. Trong đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được ưu tiên nếu hai đội bằng điểm. Trong bối cảnh phải đụng độ với đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt đấu cuối, đội tuyển nữ Việt Nam không còn nhiều hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng không phải vì thế, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung không có cửa để làm nên điều thần kỳ. Nếu muốn giành vị trí nhất bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên trước Nhật Bản. Và đồng thời hy vọng Uzbekistan không thắng Ấn Độ với cách biệt quá 6 bàn. Trong trường hợp giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn không thể giành ngôi đầu bảng do kém hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ này. Tất nhiên khả năng đội tuyển Việt Nam thắng đậm trước Nhật Bản là điều không tưởng, bởi lẽ đội bóng xứ sở mặt trời mọc vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp so với những cô gái Việt Nam. Trong những lần gặp nhau trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam đều thua đậm trước đối thủ này. Mà mới đây nhất, như các bạn đã biết Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thua 0-7 trước Nhật Bản ở ASEAN 19 với đội hình chưa phải là mạnh nhất của tuyển nữ Nhật Bản. Còn lần này, đến với vòng loại thứ hai Olympic 2024, lực lượng mà đội tuyển nữ Nhật Bản mang đến Uzbekistan còn được xem là đội hình mạnh nhất với những ngôi sao từng chinh chiến và làm mưa làm gió tại World Cup nữ 2023 như là Hinata Miyazawa, Kumaga, Endo, Minami, Shimizu, Tanaka Mina hay là Midano nếu thất bại trước nhật bản đội tuyển nữ việt nam cần giữ cách biệt ở mức tối thiểu và đồng thời hy vọng uzbekistan thất bại trước ấn độ khi ấy thì đội bóng sao vàng sẽ đứng thứ hai ở bảng c chúng ta phải chờ đợi những kết quả ở bảng a và b để đua tranh với những đội nhì bảng còn lại trong trường hợp hòa nhật bản đoàn quân của huấn luyện viên mai đức trung chỉ đi tiếp nếu đồng thời các kịch bản sau đây cùng xảy ra uzbekistan không thắng ấn độ philippines không thắng iran ở bảng a Triều Tiên thua Thái Lan và Trung Quốc thua Hàn Quốc ở bảng B. Vậy không ai muốn thua trong ngày chia tay một hành trình dài, mà phần nhiều là những hào quang. Nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể làm gì đây? Trong bóng đá vẫn có những khoảng cách gần như không thể san lấp trong một tháng, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Đó là câu chuyện của bóng đá nữ Việt Nam khi đặt lên bàn cân với bóng đá nữ Nhật Bản. Đội tuyển nữ Việt Nam chạm đến đỉnh cao của chính mình với tấm vé tham dự World Cup nữ 2023. Nhưng trong từng trận đấu cụ thể với các đối thủ hàng đầu châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để tạo nên bất ngờ. Bởi vậy, mục tiêu thiết thực nhất của các cô gái sẽ là màn trình diễn giàu cảm xúc, một tỷ số đẹp nhất có thể hay là một hoặc hai bàn thắng để dành tặng người thầy của mình. Chiến thắng hay kết quả hòa là nhiệm vụ bất khả thi và không thực tế với đội tuyển nữ Việt Nam. Sẽ không có nhiều người chỉ trích thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bởi đi được chặng đường dài như vậy đã là thành công với bóng đá nữ Việt Nam. Mới đây nhất, huấn luyện viên Mai Đức Trung trả lời báo chí rằng: "Tôi không thể làm mãi được, che già mang mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống. Tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng trong năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi." Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã tận hiến sức khỏe, tâm huyết, trí tuệ và cả thời gian nghỉ ngơi của tuổi già cho bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. 72 tuổi, ở ngưỡng thất thập của cuộc đời, huấn luyện viên Mai Đức Trung không phải lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất về sức khỏe. Phải nói rằng ông Trung sở hữu sức lực và sự minh mẫn hơn người mới có thể chịu đựng nổi áp lực của nghề huấn luyện viên bóng đá, mà còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Đừng quên những tâm sự xé lòng của huấn luyện viên Mai Đức Trung sau SEA Games 32. Ông đã phải dùng thuốc ngủ sau nhiều trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó đương nhiên không phải hành động để bảo vệ sức khỏe của mình, dù ông Trung chẳng nề hà đến bản thân. Ông Trung mê câu cá, đó là thú vui lớn nhất của tuổi già. Nhưng khi xe buýt của đội tuyển nữ Việt Nam đi qua nhiều hồ lớn tại New Zealand, chiến lược gia này chỉ có thể nhìn từ xa và đành nén lại ở trong lòng. Sau khi trở về từ Uzbekistan, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tiếp tục công việc của mình trong 2 tháng nữa rồi mới nghỉ ngơi. Nhưng 2 tháng ấy sẽ không có trận đấu nào cả. Chờ đợi huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ là bữa cơm cùng người vợ, niềm vui xung vầy cùng con cháu và những buổi câu cá giữa tiết trời xe lạnh của Hà Nội. Trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại, Thanh Nhã đang trở thành trụ cột sau khi trải qua quãng thời gian thử thách ở các giải đấu. Cô chính là phát hiện mới của huấn luyện viên Mai Đức Trung trong hành trình giành vé đến World Cup 2023 cách đây 2 năm. Tốc độ tốt cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết chính là những phẩm chất nổi bật của tiền vệ này. Thanh Nhã từng chia sẻ: "Thời điểm tôi còn đá đội U19 Việt Nam và được bác Mai Đức Trung dẫn dắt, khi ấy tôi bị giãn dây chằng cổ chân và nghĩ rằng mình sẽ bị loại. Tuy nhiên, bác đã giữ tôi lại." Tới trận cuối và cũng là trận đội phải giành chiến thắng để vào được vòng chung kết, tôi đã cố gắng xin bác để bác cho vào sân. Thực ra tôi đã xin từ mấy trận trước rồi, nhưng bác Trung bảo, con không cần phải cố gắng đến như thế, sự nghiệp của con vẫn còn dài. Đến trận cuối, bác đã cho tôi vào sân trong 15 phút cuối và tôi đã có kiến tạo để giúp vạn sự ghi bàn. Đó là một cầu thủ trẻ đã có những bước trưởng thành, bàn thắng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 vừa qua cũng đã đưa thanh nhã lên một tầm cao mới. Sau đó là sân chơi world cup và asiad, nhã dần khẳng định được vai trò của mình nhiều hơn ở đội tuyển. sau thế hệ thanh nhã, cái tên nổi lên chính là hải linh. tiền vệ trẻ này đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng trong trận đội tuyển nữ việt nam gặp ấn độ ở vòng loại thứ hai olympic 2024. đây là cầu thủ sẽ nằm trong kế hoạch tương lai của tuyển nữ việt nam. sau trận đấu, hải linh cho biết: tôi rất vui khi đã đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng chung của toàn đội lúc đó tôi phán đoán bóng đã qua đầu chị bích thùy và quyết định dứt điểm sau khi thành công tôi rất vui và chạy lại ăn mừng cùng với các đồng đội tôi rất trân trọng những lúc được trao cơ hội vào sân và luôn cố gắng từng ngày từng phút để hoàn thiện mình tốt hơn điểm yếu của tôi là quan sát và xử lý bóng chưa được nhanh qua từng ngày huấn luyện viên mai đức trung luôn chỉ bảo và tôi cũng đã thay đổi được nhiều tôi thấy mình cũng đã trưởng thành hơn và hiểu hơn về các chiến thuật thi đấu Năm 2023, các cầu thủ của tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế từ tháng 3 tới nay. Đấy là cơ hội để Hải Linh và các cầu thủ trẻ thu được kinh nghiệm sau giai đoạn này. Cô nói: "Thông qua các trận đấu quốc tế, tôi học hỏi được nhiều từ các đồng đội và hiểu hơn về các đối thủ và sẽ chia sẻ với các đồng đội ở nhà. Bên cạnh đó, khi thi đấu với các chị lớn, tôi được chia sẻ nhiều để tiếp bước các chị." Khi trở về câu lạc bộ, Tôi sẽ chia sẻ về cách tập luyện cũng như là thi đấu với các đối thủ có thể hình to lớn và thể lực tốt, cũng như động viên các đồng đội cố gắng nhiều hơn để được góp mặt trên đội tuyển. Tôi nghĩ rằng các bạn mới lên thì cần cố gắng hết sức và nghe theo ý đồ của ban huấn luyện đề ra. Kết thúc năm 2023, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn mà bóng đá nữ Việt Nam cần đến những thay đổi để làm mới cả nhân sự, chiến thuật cũng như tư duy để từng bước vươn tầm. VFF cũng sẽ triển khai các kế hoạch đã đề ra nhằm phát triển bóng đá trẻ trong năm 2024. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với báo chí sau đại hội thường niên VFF năm 2023 rằng: Bước sang năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham gia giải Đông Nam Á. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để VFF và đội tuyển nữ Việt Nam tiến hành chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U20 nữ châu Á. Đây sẽ là lực lượng thay thế cho các đàn chị hướng tới vòng loại World Cup 2027. Đội U20 nữ Việt Nam sẽ được đầu tư có chuyến tập huấn dự kiến tại Nhật Bản và châu Âu. Một số cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại đội tuyển nữ Việt Nam để từng bước tiếp cận và thực hiện trong chiến lược làm mới. Hy vọng thế hệ kế cận như Hải Linh sẽ là nhân tố quan trọng trong quá trình làm mới đội tuyển trên nhiều phương diện.